Xin chào các bạn, hôm nay Hủ Tiếu Gõ Review phim sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng có tựa đề Ngọn Đồi Câm Lặng. Bộ phim chứa nhiều cảnh máu me ghê rợn, hãy chuẩn bị tâm lý trước khi xem nhé. Mở đầu bộ phim là cảnh một người phụ nữ tên Rosie đang giáo giết chạy đi tìm con gái trong đêm. Đứa bé dạo gần đây hay bị mộng du. Người phụ nữ sau một hồi tìm kiếm thì đã đến một thác nước lớn. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy đứa con gái của mình đang đứng trước bờ vực, gương mặt mơ màng như đang say ngủ. Con bé định nhảy xuống thì may mắn được người mẹ chạy đến đỡ lấy kịp thời. Sharon sau đó liên tục nói mớ về một địa danh tên Silent Hill, nơi đó là nhà, là nơi cô bé phải trở về. Hai vợ chồng ôm đứa con gái trong lo lắng. Người chồng khuyên nên mang cô bé đến bác sĩ, tuy nhiên Rosie lại muốn đưa con gái mình đến thị trấn Silent Hill để tìm ra ngọn nguồn của sự việc này. Cô không biết rằng đây là quyết định cực kỳ sai lầm của mình sau này. Trong lúc Rosie đang trên đường đi đến đó, chồng cô ở nhà tìm kiếm thông tin thì phát hiện ra Silent Hill là một thị trấn bỏ hoang, nơi đây từng xảy ra một vụ cháy lớn, khiến cho lượng khí độc làm ô nhiễm toàn bộ thị trấn. Ông ta sau đó gọi điện cảnh báo cho vợ mình, tuy nhiên cô nói rằng đã biết trước những chuyện này, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi. Trên đường, hai mẹ con bị một chiếc xe cảnh sát đuổi theo, nữ cảnh sát đã nhìn thấy hai người ở trạm xăng trước đó, cảm thấy có chuyện không ổn nên đã đuổi theo. Rosie giả vờ dừng xe, chờ nữ cảnh sát đi lại gần thì đột ngột tăng tốc. Cả hai chiếc xe sau đó rượt đuổi nhau mà không biết rằng họ đã đến Silent Hill từ lúc nào. Rosie trong lúc đang chạy thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ băng qua đường. Cô thắng gấp làm chiếc xe trượt dài, đầu bị đập vào tay lái khiến cô bất tỉnh. Tỉnh dậy thì Rosie phát hiện con gái mình đã đi mất. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi xe, trước mặt cô là thị trấn Silent Hill, nhưng có gì đó không ổn. Cô như bị lạc vào một thế giới khác, xung quanh thị trấn này luôn rơi những mảnh tro tàn. Rosie không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô nhanh chóng chạy vào thị trấn để tìm kiếm con gái. Thị trấn rộng lớn nhưng không có lấy một bóng người. Rosie tìm kiếm một hồi thì nhìn thấy một đứa trẻ giống với con gái mình, đang bỏ chạy gần đó. Rosie nhanh chóng đuổi theo, đến một đường hầm nhỏ. Đang định đi xuống thì đột nhiên có một tiếng còi báo hiệu phát lên. Mọi thứ nhanh chóng tối đen lại. Rosie tiếp tục tiến xuống bên dưới. Tại đây cô phát hiện một người đàn ông đeo mặt nạ, đang bị treo lơ lửng, thân thể bị nát không còn nguyên vẹn. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, một bàn chân từ đâu xuất hiện phía sau, cô xoay qua thì hoảng hốt khi đó là một sinh vật với hình thù quái dị, nó thét lên và tiến đến gần. Rosie hét bỏ chạy. Những sinh vật bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, chúng liên tục chạy đến níu lấy cô. Sau một hồi chạy xung quanh tìm kiếm, Rosie phát hiện ra một cánh cửa gần đó. Cô nhanh chóng chạy vào, tuy nhiên bọn quái vật đã theo cô đi vào bên trong, bọn chúng dần dần đi đến, níu lấy chân khiến cô la hét trong bất lực. Trong lúc nguy cấp, bỗng dưng những con quái vật bắt đầu kêu la, bọn chúng sau đó bị hóa thành tro bụi và biến mất. Rosie sợ hãi ngất đi, tỉnh dậy thì trời đã sáng trở lại. Cô hoảng sợ bỏ chạy khỏi đó. Vừa chạy ra bên ngoài, Rosie phát hiện đường thoát khỏi thị trấn đã bị chặn lại bởi một vụ lở đất nghiêm trọng. Đột nhiên một bà già xuất hiện phía sau lưng, cô đi đến hỏi thăm bà ta về đứa con gái mất tích của mình. Tuy nhiên, khi đưa sợi dây chuyền có hình của đứa bé, bà ta liền tiến đến và nói rằng, đứa bé này con của bà ta. Rosie sợ hãi bỏ chạy, cô định sẽ lên xe quay về, tuy nhiên chiếc xe không còn chạy được nữa. Rosie sau đó gọi điện cho chồng, nói về tình hình nguy cấp của mình. Đột nhiên nữ cảnh sát hôm qua từ đâu xuất hiện, chĩa súng vào cô. Nữ cảnh sát nói rằng cô vừa tỉnh lại, sau khi bị té xe do né phải một cô gái trên đường. Mặc cho Rosie cố gắng giải thích, tuy nhiên vẫn bị nữ cảnh sát còng tay vì bị nghi ngờ làm hại con gái mình. Đang định dẫn về đồn, tuy nhiên cả hai phát hiện đường về cũng bị chặn lại bởi một vực sâu thăm thẳm. Chưa biết phải làm gì, đột nhiên cả hai phát hiện có ai đó đang tiến đến gần, tuy nhiên, thứ xuất hiện lại là một sinh vật với hình thù kỳ quái. Nó phun thứ chất lỏng lên người nữ cảnh sát, khiến quần áo và nón của cô dần bị nóng chảy. Thấy nguy hiểm, nữ cảnh sát liền bắn nhiều phát đạn vào người sinh vật, khiến nó chết ngay tại chỗ. Rosie trong lúc sơ suất đã bỏ chạy một mình khỏi đó. Vì nhìn thấy những bức vẽ ngôi trường của con gái mình trên xe trước đó, Rosie đã quyết định sẽ đi đến ngôi trường trong thị trấn để tìm con bé. Ngôi trường bây giờ đã trở nên cũ kỹ và mục nát, sau một hồi tìm kiếm không được gì, Rosie bỗng nhìn thấy những người lạ mặt ở đâu xuất hiện, cô nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Đến một lớp học, Rosie bỗng phát hiện đứa trẻ hôm trước, cô đuổi theo thì đến một nhà vệ sinh. Tưởng rằng có con gái mình bên trong, tuy nhiên khi mở ra thì hoảng hốt khi thấy một cái xác khô đang bị trói với tư thế đáng sợ. Cô định đi ra khỏi đó, nhưng vừa ra ngoài đã gặp phải ba người lạ mặt lúc này. Chúng thấy Rosie thì chạy đến, cô hoảng hốt đóng cửa chặn lại. Sau một lúc, tiếng còi báo hiệu lại vang lên một lần nữa. Ba tên lạ mặt nghe thấy thì ngay lập tức bỏ chạy. Rosie chưa biết chuyện gì xảy ra, thì căn phòng bỗng dần dần biến đổi, trường tiểu học bỗng chốc trở thành một nhà tù đáng sợ.
Rosie nghe thấy âm thanh kỳ lạ phía cuối phòng, nhìn sang thì kinh hãi khi thấy cái xác khô khi nãy đã hóa thành một con quái vật với hình thù kỳ dị. Nó dùng tay tạo ra những mạch máu len lỏi khắp căn phòng, những con sinh vật nhỏ bắt đầu chui ra từ những cái lỗ trên đó. Rosie sợ hãi bỏ chạy, cô sau đó phát hiện ba tên lạ mặt đang bị những sinh vật nhỏ đó ăn thịt, bị bọn chúng len lỏi khắp người, ba người đàn ông la hét bất lực, sau một hồi chỉ còn lại cái xác khô. Rosie vừa chạy ra bên ngoài, chưa kịp thở thì phát hiện ra một tên sát nhân đeo mặt nạ, tay cầm dao đang tiến đến, cô tiếp tục chạy và chạy. Về phần ông chồng, sau khi nghe được cuộc gọi của vợ, đã mau chóng lên xe tiến về thị trấn Silent Hill, tuy nhiên giữa đường đã bị cảnh sát chặn lại. Ông cảnh sát trưởng sau khi nghe toàn bộ sự việc, đã đồng ý cùng anh chồng lên đường đi đến đó. Tuy nhiên, khác với Rosie và nữ cảnh sát, thị trấn nơi hai người đến lại rất bình thường, không có những bụi tro, cũng không có quái vật. Ông chồng cố gắng kêu tên vợ mình, tìm kiếm một lúc lâu vẫn không có tin tức, anh ta không biết rằng vợ và con gái mình đang gặp nguy hiểm trong một thế giới song song khác. Về phần Rosie, sau khi bỏ chạy đã dần kiệt sức, những sinh vật ghê rợn bắt đầu bò ra xung quanh cô. Trong lúc định sẽ bỏ cuộc, đột nhiên một ánh đèn rọi thẳng vào người, đó là nữ cảnh sát. Cả hai sau đó nhanh chóng chạy vào một căn phòng nhỏ, tưởng rằng sẽ an toàn, tuy nhiên Rosie bất ngờ nghe thấy âm thanh gì đó đang tiến đến, vừa dứt lời thì một cây dao khổng lồ đâm thẳng vào bên trong. Tên sát nhân đeo mặt nạ đã theo cô đến tận đây. Hắn dùng mũi dao đâm xuyên vào bên trong, cả hai cố gắng né tránh những cú chém chết người. Các sinh vật theo lỗ hổng cũng bắt đầu tràn vào. Tên sát nhân định dùng tay phá thanh chắn cửa, tuy nhiên hắn bị nữ cảnh sát dùng súng bắn nhiều phát vào tay. Vừa lúc đó, bỗng nhiên tên sát nhân bắt đầu biến mất, những con sinh vật cũng dần chết đi và tan thành tro bụi. Không gian đáng sợ dần dần cũng quay về trạng thái ban đầu. Tưởng những pha hù dọa sẽ làm Rosie bỏ cuộc, nhưng không, cô vẫn nhất quyết tìm cho ra đứa con của mình. Theo những manh mối tìm thấy, họ đi đến một khách sạn lớn trong thị trấn. Tại đây, cả hai gặp lại bà già ăn mặc rách dưới lúc nãy, đang bị một cô gái ném đá, nói rằng bà là phù thủy, hãy cút khỏi đây. Người đàn bà sau đó liền bỏ đi, cô gái giới thiệu mình là Anna, sống ở gần đây. Rosie đến và hỏi tung tích về đứa con gái nhưng cũng vô vọng. Họ sau đó tìm thấy bức vẽ của đứa con trong ngăn chứa chìa khóa phòng 111. Cả hai đi vào bên trong thì phát hiện căn phòng có lối đi thông qua tòa nhà bên cạnh, đây chính là nơi ngọn lửa bùng phát, nơi khởi đầu cho Silent Hill. Rosie sau đó lại nhìn thấy đứa bé giống với con gái mình, đuổi theo một lúc cuối cùng nó cũng chịu cho gặp mặt. Rosie nhìn đứa bé thì hoảng hốt khi nó giống với con gái mình đến kỳ lạ. Đứa bé không nói gì chỉ giang hai cánh tay ra, lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, cô bé sau đó biến mất. Rosie không thể tin vào mắt mình. Cô chưa kịp giải thích với nữ cảnh sát thì những con chim trong tòa nhà bắt đầu bay đi khắp nơi. Anna cảnh báo về mối nguy hiểm sắp sửa diễn ra. Họ cần phải đi đến nhà thờ càng nhanh càng tốt. Cả ba sau đó hối hả chạy đến nhà thờ trong thị trấn, họ phát hiện xung quanh có rất nhiều người dân cũng đi đến nơi này. Thì ra đây là nơi an toàn duy nhất, không bị bọn quỷ xâm chiếm khi cơn ác mộng diễn ra. Người đàn bà rách rưới cũng xuất hiện, tuy nhiên bà ta không đi vào nhà thờ, mà cho rằng những người này là sói đội lốt cừu, khuyên hai người đừng đi vào bên trong. Rosie kể cho bà lão đứa trẻ bí ẩn mình gặp trong khách sạn, hỏi rằng nó là ai, có phải nó đã đưa cô đến thế giới này không? Chưa kịp trả lời thì bà lão đã bị Anna đứng gần đó ném đá vào người. Bỗng dưng tiếng còi báo hiệu lại vang lên lần nữa, phía sau Anna bỗng xuất hiện tên sát nhân đeo mặt nạ. Rosie và nữ cảnh sát đang chạy vào nhà thờ thì nghe thấy tiếng hét phía sau. Cô gái tội nghiệp đã bị tên sát nhân nắm lấy. Hắn dùng tay không lột đồ của cô gái, sau đó lột hết ra bên ngoài cơ thể, ném vào cửa của nhà thờ, khiến máu tung xối xả. Những người dân bên trong kinh hãi nhưng không làm gì được ngoài cầu nguyện. Họ sau đó chỉ trỏ bàn tán, đuổi hai người lạ mặt ra ngoài, còn cho rằng hai người là những phù thủy ác độc. Người đàn bà dẫn đầu nhà thờ xuất hiện, bà ta sau khi nghe câu chuyện của Rosie thì đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, cô phải đi đến nơi trú ngụ của quỷ dữ, chính là bệnh viện trong thị trấn. Rosie cùng nữ cảnh sát liền nhanh chóng lên đường. Tưởng rằng mọi việc đều êm xuôi, tuy nhiên khi bà nữ tu nhìn thấy bức ảnh con gái cô trong sợi dây chuyền, liền lập tức la lớn, nói rằng cả ba chính là phù thủy. Ba tên tay sai thấy vậy liền lao đến tấn công, không cho cô đi xuống phía dưới bệnh viện. Nữ cảnh sát thấy vậy thì ở lại chặn cửa. Cô đẩy Rosie vào và đóng cánh cửa thang máy. Chiếc thang máy lao xuống phía dưới với vận tốc kinh hoàng. Cuối cùng cũng đến nơi, bệnh viện bây giờ đã biến thành một nơi tối tăm dơ bẩn. Nhờ trí nhớ tốt của mình, Rosie nhanh chóng tìm được lối đi đến căn phòng cuối cùng nơi ác quỷ trú ngụ. Tuy nhiên, cô còn một thử thách cần phải vượt qua. Đó là những bức tượng y tá không có gương mặt. Nhìn thấy ánh đèn, bọn chúng liền cử động, tiến đến. Tuy nhiên, khi đèn vừa tắt, những bức tượng liền đứng lại.
Rosie cảm thấy mình có thể vượt qua được. Cô sau đó len lỏi qua từng bức tượng đáng sợ. Đột nhiên bức tượng phía sau lưng bất ngờ cử động, vung dao định chém vào người. Tuy nhiên Rosie đã nhanh chóng né khỏi, khiến nó chém phải bức tượng khác phía sau. Các bức tượng ngay lập tức chém giết lẫn nhau. Rosie thừa cơ hội liền bỏ chạy. Cuối cùng cũng đến được căn phòng cuối cùng. Vừa vào thì ánh sáng đã tràn khắp mọi nơi. Giọng của đứa bé cất lên, nói rằng sẽ cho cô biết sự thật về thị trấn này. Hơn 30 năm về trước, có một cô bé tên Alexa. Đứa bé luôn bị bạn bè xung quanh tẩy chay vì cho rằng cô là một phù thủy. Cô bé không còn cách nào phải luôn né tránh bạn bè của mình, tuy nhiên vẫn bị tên lao công trong nhà vệ sinh xâm hại. Bất ngờ, người đàn bà trong nhà thờ xuất hiện. Bà ta nói với mẹ của cô bé rằng hai người cần phải thanh lọc cơ thể vấy bẩn này nếu muốn cô bé không còn bị tẩy chay. Bọn họ là những tín đồ cùng giáo, luôn tụ họp lại với nhau ở một khách sạn trong thị trấn. Bọn chúng lừa người đàn bà tội nghiệp đến, sau đó bắt lấy đứa bé và đuổi bà mẹ ra ngoài. Đứa con gái sau đó bị bọn chúng đưa lên giàn thiêu vì cho rằng con bé là một phù thủy. Đứa bé la hét trong đau đớn, bất ngờ ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi toàn bộ căn phòng, lan san cả thị trấn, khiến tất cả mọi người bỏ chạy tán loạn. Đứa bé tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Sự đau đớn cũng nỗi căm phẫn dần tích tụ, khiến nó biến thị trấn Silent Hill trở thành một thế giới song song. Những tên tín đồ cuồng giáo đã khiến nó ra nông nỗi này sẽ mãi bị giam trong thế giới đầy những con quái vật ghê rợn. Tuy nhiên sau 30 năm, bọn chúng vẫn còn sống nhờ vào cái nhà thờ mà cô bé không thể xâm nhập được. Vì thế, Rosie đã được chọn làm người sẽ kết thúc chuyện này. Đứa con gái của cô chính là phần lương thiện trong Alexa. Nó được đem đến một cô nhi viện và được Rosie nhận nuôi. Cô không biết rằng, vì đứa con gái mà có ngày, cô sẽ phải tìm đến thị trấn này và thực hiện mong muốn của Alexa. Ngay sau đó, đứa bé hiện thân cho cái ác trong người Alexa, dần nhập vào người của Rosie. Về phần nữ cảnh sát, sau khi ở lại cản đường, đã bị ba tên đeo mặt nạ tra tấn đánh đập. Bọn chúng sau đó cũng tìm thấy đứa con gái của Rosie. Hai người bị những tên cuồng giáo bắt vào nhà thờ và treo lên. Bọn chúng sau đó nhóm lửa, người đàn bà đứng đầu tuyên án hai người là những phù thủy, sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi. Nữ cảnh sát sau đó bị bọn chúng đưa đến gần ngọn lửa, cô kêu la trong đau đớn, da thịt dần bị lửa làm cho nóng chảy. Cả cơ thể ngay lập tức cũng cháy thành than. Đứa bé gái nhìn thấy thì la hét trong hoảng loạn. Rosie cuối cùng cũng đã đến kịp. Người đàn bà thấy cô thì không tin vào mắt mình vì tưởng rằng cô đã chết ở dưới đó. Mặc cho những tên cuồng tín vây xung quanh, liên tục chửi bới đánh đập, cô vẫn không chùn bước mà tiến đến trước mặt của người đàn bà thủ lĩnh. Nói hết những sự thật tàn ác của bà ta. Người đàn bà thấy vậy liền cầm dao đâm vào người của cô. Máu sau đó tuôn ra khắp sàn nhà. Nó dần hóa thành những vệt đen, lan ra khắp cả nhà thờ. Từ bên dưới, Alexa trong bộ dạng của một người đàn bà bị tật nguyền, xuất hiện cùng những xúc tu ghê rợn. Những tên cuồng giáo la hét bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Người đàn bà thủ lĩnh bị những xúc tu quấn chặt tay chân, nâng bà ta lên không trung. Người đàn bà la hét đau đớn, những xúc tu sau đó xuyên thủng vào giữa hai chân bà ta, xuyên qua người, khiến máu tung xối xả. Người đàn bà sau đó bị những xúc tu tách ra làm đôi. Những tên giáo dân cũng từng người một bị xúc tu quấn chặt. Bọn chúng la hét trong bất lực. Rosie nhân cơ hội liền chạy lên gỡ trói cho con gái. Cô bị một tên trong nhóm chặn lại, tuy nhiên, những cái xúc tu xuất hiện, quấn chặt hắn và bóp nát không còn mảnh vụn. Âm thanh la hét khắp mọi nơi, hai mẹ con chỉ biết ngồi một góc nhắm mắt mong mọi chuyện qua đi. Đứa bé gái vừa mở mắt định nhìn thì đã thấy đứa trẻ của Alexa đứng trước mặt, cô bé ngay lập tức ngất xỉu. Cuối phim, hai mẹ con tỉnh dậy thì tất cả đã biến mất, người đàn bà rách dưới vẫn còn sống, Alexa sau cùng vẫn tha thứ cho mẹ của cô. Hai người sau đó lên xe đi về nhà, tuy nhiên, cảnh vật bên ngoài đã trở nên giống như thị trấn Silent Hill từ lúc nào. Xung quanh không một bóng người, tưởng rằng đã thoát khỏi, tuy nhiên đây chỉ mới là bắt đầu. Cả hai về đến nhà, người chồng đang nằm thì cảm nhận được ai đó ở xung quanh, tuy nhiên anh ta không thể nào biết được rằng vợ con mình đang đứng trước mặt, chỉ là ở một thế giới song song khác mà thôi. Bộ phim đến đây là hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong? Hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên bấm like, đăng ký ủng hộ để kênh có động lực tóm tắt những bộ phim tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.